Lại là gia đình nhà Xu với ông chồng mê ăn và hai cô con gái sát tuổi nhau đây. Không biết lão chồng nhà mình kiếm đâu ra món chả cá miền Trung 1-2 bắt vợ làm thử cho ăn. Thôi thì ba dùng ở đây thả diều với Xu đi, để mẹ vào bếp làm thử xem như thế nào. Em sẽ nấu cơm, hoặc có cá với thơm. Mình quay quần mỗi bữa cơm, chào nhau bằng những cái thơm mà cho đến già. Oh oh, chỉ cần là yêu thương thay những món quà mà em đâu biết chuyện mai sau sẽ ra sao. Chà, công nhận người ta hay ghê, làm thôi, miếng chả cá mỏng nhánh luôn nè. Để làm món này, bạn nào thích dai thì chiên sơ sơ thôi. Gỡ như thế này là vừa rồi nè. Thêm một ít rau răm với nước sốt ăn kèm nữa là nhức cái nắp. Còn hai bà Xu nhà mình thì mê ăn giòn. Anh có biết không?